Hello, chào chú Sulu. Sao nay chú đi làm sớm thế? Mà chú làm cái gì mà chú nhìn đây nãy giờ vậy? Anayaki, chú còn nhớ SCP-10030, đứa trẻ thịt người á? Nó đâu già, bây giờ thì chú cảm thấy nó hơi buồn buồn gì đó. Mấy ngày nay nó ăn rất là ít và rất là ít tiếp xúc với ai. Chú nói cháu mày đi, đứa bé trong nó vẻ buồn đấy. Hay là cháu vào thử nói chuyện với nó nhé. Thì cháu thôi, nó cháu thành công thì tốt. Chứ lúc nãy là chú có thử vào nói chuyện rồi nhưng mà nó không thèm nói chuyện với chú luôn. Thôi, chú về làm việc tiếp đây, chúc cháu thành công nha. Mình mấy chục tập rồi chưa nói chuyện với đứa bé, không biết là nó có nhớ mình không nữa. Thôi kệ, cứ vào hỏi xem. Hello, chào em SCP-1003. Chào em đang làm gì thế? Hình như trông em có vẻ buồn vậy phải. Chú nói đúng thật, trông nó có vẻ buồn bã và không muốn nói chuyện với mình thì phải. Là sao đây? Mình có cách rồi, mình sẽ qua phòng kia. Hy vọng là mình sẽ thành công, hi hi. Được rồi, vào đi, SCP-999. Hả? Tiếng gì ồn thế? Ôi! Nhục quá! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Trời ơi! Nó con gì đây? Nó liếm con gà! Trời ơi! Anh ơi! Cứu em với! Anh Jackie! Ha ha ha! SCP-999 thấy là đủ rồi, dừng lại đi nha. Được rồi, SCP-1003, em thấy thế nào rồi? Đỡ buồn hơn chưa? Dạ vâng, thật là kỳ lạ là SCP-999 á, nó đụng vào người em cái một cái là em đã buồn rồi đó. Ừ thì đúng rồi, SCP-999 có khả năng cho mọi người đỡ buồn mà. Mà này, em có chuyện gì mà buồn thế? Kể anh nghe xem. Thật ra thì mấy ngày nay em có nhớ lại chuyện hồi đó lúc em mới được sinh ra ấy. Chuyện hồi đó hả? Để mình nhớ lại coi SCP-103 được ra đời như thế nào nhỉ? Không, tôi hết gì nói rồi, đau quá, no, no. Chú ơi, cháu có nhìn lầm không đấy? Một đứa bé ăn thịt người à, đáng đáng sợ quá. Trời ơi, nghĩ lại cái cảnh đó, mình cảm thấy rất là đáng sợ và nổi da gà. Đúng rồi, hàng gì á, đứa bé nó buồn thì phải. Khi nghĩ lại á, em cảm thấy kinh tởm về bản thân em. Lúc đó em đã ăn thịt mẹ em, hoài trực tiếp giết mẹ em rồi. Này thật ra nó không phải do em đâu. Trong tài liệu cứ nói á, em thật ra là một con virus thì nó đã điều khiển em thôi. Và sau khi ăn á là em không nhớ gì hết, mà không hiểu tại sao em lại nhớ cái chuyện em lãng thịt mẹ em. Bởi vì thế em mới buồn á, không muốn nói chuyện với ai á anh ơi. Mẹ bị em ăn thịt, còn bố á là bị SCP-096 giết. Chán quá đi. SCP-1003, em đừng có buồn nữa nha. Thì dù em không có bố mẹ thì em cũng có mọi người như là các chú nó sẽ ra chăm sóc em mà. Nên á, đừng có lo lắng nữa nha. Dạ vâng ạ, em hiểu rồi. Vậy nha, bye bye em, ngày mai gặp. Tội cho đứa bé quá, không có bố mẹ nên nó buồn thì phải rồi. Này Yaki, hồi nay tôi hay có hay cậu đi thăm SCP-1003 đây. Hả? SCP-079, cậu biết à? Cái gì mà tôi chả biết được. Được rồi, cậu có muốn biết tương lai của SCP-1003 là gì không? Hả? SCP-079, cậu biết đáng được tương lai luôn à? Được rồi, tôi rất là tò mò, cậu thử nói nhỏ tới xem nào. SCP-1003 sau này sẽ được nhận vào nuôi một gia đình mà cậu quen biết. Bây giờ tôi sẽ không kể cho cậu đi đâu, cậu chỉ nói vậy thôi. SCP-1003 được nhận nuôi vào một gia đình mà mình quen biết á, là ai vậy? Được rồi, bây giờ là mình sẽ đến cỗ máy thời gian. Mình sẽ đến tương lai thời điểm mà SCP-103 được người khác nhận nuôi, để xem ai là người đã nhận nuôi nó nhé. Đi thôi, let's go. Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh mình là Jockey đây. Thì hôm nay là mình sẽ chơi tiếp Minecraft SCP ngoại truyện. Thì các bạn thấy đấy, hồi nãy là mình có nói chuyện với lại SCP-103 thì cũng lâu rồi mình chưa hề nói chuyện và tiếp xúc với lại 103. Thì bây giờ quay lại á, nó khá là buồn. Nên nó là nó nhớ ba mẹ nó. Thì ba mẹ nó đã bị chết rồi phải không? Thì giờ nó đang được nuôi nấng bởi những nhà tiến sĩ ở đây. Thì mình nghĩ á, là mình sẽ trở về, mình sẽ đi đến tương lai và mình sẽ tìm hiểu xem ai sẽ nhận nuôi nó bạn. Bây giờ là mình sẽ đi lấy đồ. Ôi, chú Solo, chú hôm nay nhìn lạ thế chú. Chú để quên mất cái mắt kính ở trong nhà kho rồi, khó thấy đường quá. Cháu vào kiếm giúp chú đi. Trời ơi, chú mở cái kính ra thôi, nhìn chú lạ rồi. Tự nhiên mình cười, chú mới cười quá. Nhà kho phải không? Rồi chú để kính ở đây nè. Rồi chú ơi, kính. Khoan vậy.
tí nữa là mình định đưa đi chú rồi. Mà tại vì sao lát nữa mình sẽ đi tương lai, bạn mình sẽ gặp SCP 103 phải không? Mình mà đi á chú sẽ la mình mất, mình sẽ không trả lại chú ở đâu, lát nữa trả lại. Bây giờ mắt chú thấy mờ mờ, bạn chú giờ không thấy đường phải không? Nên giờ chú không biết mình ở đâu đâu. Ờ chú ơi, lát chú hỏi từ nhà kho để cho không thấy gì hết nha chú. Yeah. Hay lắm. Rồi, SCP 103 mình sẽ lấy thứ gì đó liên quan đến cuộc đời của nó. À, mình sẽ lấy. Anh quay làm gì thế? À, không có gì đâu, anh dọn đồ thôi. Đây, mình sẽ lấy cái tả đó đi ha. À, tả em bé nè, mình sẽ đem bỏ vô được rồi. Ủa, SCP 079 à, mà đi rồi. Ừ, cậu đẹp trai lắm, đẹp muốn ói cái gì thế? Yeah, SCP 079 rồi, mình ghét thằng này quá. À, được rồi, bây giờ là mình sẽ đem cái này, mình sẽ trở về tương lai, đi đến tương lai đúng chứ? Để xem ai là người nhận nuôi nó nhé. Hello, chú ơi. Neko nè bạn, thì bạn nào không biết á, Neko MC á là em gái cùng cha khác ông nội của mình nha bạn. Thì bạn nào muốn xem em ấy có một channel YouTube á, bạn nào muốn xem ấy thì nhớ bấm vào link ở dưới nha. Mình có để lại cái link channel của bạn ấy ở dưới comment á. Rồi, ngay tóc mới lệnh nha. Này, cậu đâu đấy? Có dọn chưa? Ơ, tôi sẽ quét dọn liền. Ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi, mày quá. Con ngày tao tổng lệnh cũng bị cận mà không thấy gì đâu. À, bỏ tả vô. Được rồi, cho tới đến thời điểm mà tương lai SCP 1003 được nhận nuôi đi ạ. À. Rồi, vào thôi. Đến chưa? Đến chưa mọi người? Hứ. Tương lai đây sao? Đây là mấy năm vậy mình không biết nữa. Ủa nhưng mà mình nói tới tương lai nhận nuôi SCP 103 mà sao mình lên đây vậy? Trời ạ, giờ đi đâu giờ ta? Ủa, Zulu cũng bị... tại sao là nhà của chú Zulu và SCP 953 bạn? Hai người này có nhà với chung với nhau à? Vậy thì đứa bé Yaku nó đã tự sinh ra chứ vậy? Mà hử lẻn qua nhà coi, có ai ở nhà không? Tụi nó nhỏ thôi, không biết là có ai ở nhà không nữa mẹ ơi. Hello. Hello. SCP 953 kìa. Bây giờ mình xuất hiện á là mình sẽ thay đổi lịch sử đấy, làm sao bây giờ? À, mình có mắt kính này bạn, mình sẽ đeo vô nha. 1 2 3. Ok, xong rồi nhìn nè bạn. Mình đã có mắt kính của chú Zulu rồi. Không biết là người ta có nhận ra mình không nữa. Từ mình qua hỏi coi. Hello SCP 953. Hello. Hello em. Gì đây con không biết nhận ra không nữa. Anh Zulu, anh mới đi làm về à? Cho hôm nay anh đã mặc nhìn lạ quá. May quá bạn ơi. SCP 953 không nhận ra mình. Hí hí. À, giờ em bận nấu đồ ăn rồi, anh có thể đi đón hai con được không? Đón hai con? Ủa? Mình nhớ là chú Zulu chỉ có một đứa con thôi mà. Là đứa Yaku, còn một đứa nữa là ai ta? Em có để món anh ưa thích trong tủ lạnh đi. Trời ơi, chú Zulu sướng á bạn ơi, tâm lý quá à. Ôi, cho đồ ăn không nè bạn. Ôi no. Khi nào mình có vợ ở đây, có thuốc rồi nè, lấy thuốc luôn. Ôi no, nhưng mà chú chắc đang làm một tổ chức, các bạn chắc chưa về đâu. Mình tại mình đến đây mình về hơi sớm thôi. Ôi, Thành Thành sao mày lại ở đây vậy? Người giúp việc. Tương lai thằng này là sẽ làm người giúp việc cho nhà mình à. Được lắm. Chào chú Zulu, con đang quét nhà. Đúng rồi, quét nhà đi. Mình làm chú của nó rồi bạn ơi. Như này bạn, ảnh cưới của chú Zulu và SCP 953 nè. Đẹp không? Mà thì cô dâu mặc áo cổ truyền Hàn Quốc, còn chú rể mặc áo vest tây nè không? Đẹp trai ra láng luôn. Gia đình rất là ấm phải không? Ủa sao nhà tắm mà nghe tiếng gì ồn ồn á bạn ơi. Ê, ai đấy, ăn trộm. Cái gì đây? Giờ quá vậy? Neko là cái gì đây vậy? Chú Zulu định đi tắm à? Con đang lau nhà vệ sinh một tí, tí nữa nha. Trời ơi, đứa này cũng là đứa quét dọn vậy. Lau công phải không? Dọn nhanh lên, dơ quá. Trời đất ơi, lau dọn gì mà dơ vậy hả? Rồi bây giờ là mình sẽ ra ngoài đón hai đứa con của mình, lộn, hai đứa con của chú chứ. Thì bây giờ lấy có chìa khóa nè. Ôi, nhà hiện đại ghê, bạn có xe nè. Bởi coi. Wow. Ok, ra ngoài thôi. Thì bây giờ mình sẽ đón con của mình đây. Yaku, nước Mexico nè, nó bán gì đây? Mua taco đi, tôi bán taco nè. Rồi, bây giờ đi tiếp nào. La 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 la. Ai vậy? Yaku nè bạn. Ui, kia là kẻ mắc nạt hả bạn? Cái tên khốn này dám mắc nạt đứa em họ của tao à. Thằng kia, đứng lại. Mày làm gì mà mày định mắc nạt em họ của tao hả? Mày là ai? Kết, tao đang chấn lọt tiền thằng nhóc này. Mày gan lắm, mày gan lắm. Ăn gian này, nằm xuống đi con, sit down please. Ok Yaku, con có sao không vậy? Bố đến con này Yaku. Bố không phải, đâu phải là bố. Anh Yaki.
Ồ, nó nhận ra rồi. Ủa, phải đây là thời điểm em đã nhận ra anh hay sao? Em đã biết anh là Jackie rồi hả? Ừ, sao mà em không nhớ chứ. Lúc trước là em có quay lại quá khứ là để gặp mọi người á. Thì anh đã giúp cho chú Zulu và cô mẹ của em á, SCP-953 đã gặp nhau và cưới nhau rồi đó. Wow, bạn ơi, đây là thời điểm này. Vậy là nhau biết mình rồi phải không? Được rồi, bây giờ là anh đến đây để tìm hiểu xem SCP-1003 đã nhận được ai nuôi nha anh nha em. Thì em được cứ nói với bố mẹ em nha, chứ không nói không là anh bị chửi chết. Ok nhé. Dạ em nhớ rồi. À được lắm, được rồi, theo anh. Anh đang nói không? Trời ơi, mình tâm lý quá, mình có tà cụ nè. Được rồi, đi theo anh nào. À, anh lên xe đây, đi theo anh nào. Thì em có biết là, ủa, em có một đứa anh hoặc là đứa em trai nào không? Tại vì SCP-953 có nói á, đón hai đứa con mà. Em có một người anh, thì người đó không phải là anh ruột mà là anh nuôi ạ. Ồ, em có anh nhận nuôi ạ. Ủa, chú Sulu nhận đứa con hồi nào vậy bạn? Mình chả biết nữa. Liêu đi được đứa này phải không? Liêu. Ui, có chuột ở đây nè mọi người ghê à. Liêu. Ồ, Liêu Natsumi. Bố đến đón con đây. Con mời con về nhà. Anh phải bố tôi. Anh giả mạo bố tôi để làm gì? Nhận ra rồi hả? Ai mà không biết. Trời ơi, vậy là có mỗi SCP-953 không nhận ra mình thôi bởi. Được rồi thì bây giờ nói chung anh là một người lại đi. Em anh gì đấy, hay về nhà đi, bây giờ là mẹ của em đang chờ em đấy. Anh cứ về nhà tiếp đi, em bây giờ không phải chuyện của anh đâu. Trời ơi, đứa nhóc này, trời ơi, thật sự chú Zulu lại nhận nuôi một đứa gì đó. Nó rất là khó chịu nha bạn, ghét nó vãi. À khoan đã vậy, mình sẽ theo dõi nó bạn. Dù gì á, nó là con của chú Zulu mà không biết nó đi đâu nữa. Được rồi, chúng ta sẽ theo dõi nó nào. Ok, theo dõi nó nào, cho ông già ở KC cho cháu đứng đây theo dõi nó nhé. Trong hàng liêu này có vẻ lạ đấy, nó đang nhìn xung quanh cái gì đó thì phải. Ô, nó đi đâu kìa? Tiếng ta mau đi theo nó nhi. Nó làm gì mà trông có vẻ lén lút với nhỉ? Không biết là nó có lén bố của nó để đi chơi hôm nữa để xem nó có tụ tập đi ăn uống gì không. Ô, nó rẽ qua hướng bên phải kìa. Được rồi em, hành động thôi. Chúng ta sẽ đi theo dõi nó. Không biết là nó có tụ tập đi chơi bài bạc đánh cờ không. Mình nghi lắm. Nếu mình phát hiện ra, mình sẽ báo cho chú Zulu biết nó hư nó cỡ nào. À, ủa, nó đâu rồi ta? À, ủa, ở đây có một cái lỗ nhìn em. Hổ chui vào đây xem. Ờ, có ai đấy? Ui, cái gì đấy? Hả? Liêu Natsumi? Em làm gì ở đây vậy? Hai người đến đây làm gì? Thật ra thì tuần trước á, là em phát hiện ra con chó tội nghiệp này bị bỏ lại. Con chủ cũ của nó dọn nhà đi mà để quên nó rồi. Trời ơi, dọn nhà đi mà để quên chó lại nữa. Đúng là chú chó tội nghiệp mà. Em thấy tội quá nên ngày nào cũng lẻn vào đây cho nó một ít đồ ăn. Ủa sao em lẻn vào? Sao em không mang con chó về nhà luôn? Có người nuôi mà. Em định mang nó về nhà nuôi mà mẹ em lại sợ chó cho nên rất là khó. À đúng rồi bà ơi, SCP-953 sợ chó mà. Trời ơi, không ngờ là nhiều năm sau cô ta vẫn sợ chó. Làm sao bây giờ nhỉ? Chú chó đây cũng tội nghiệp. Bây giờ không mang về được á là ít nhất phải cho con chó này có chỗ ở nó là hợp lý chứ bạn. Để xem nào. Có một cái dù cũ nè bạn. À cái dù cũ đây nè. Bây giờ là mình sẽ đắp cái dù này vào để che nắng che mưa chứ nó chứ để ở đây tội nghiệp quá à. Đây, đắp dù vào. Đó, bây giờ là không thể trời mưa trời nắng là hại nó rồi đó. Rồi bây giờ đây là tiền nè. Anh cho một chút tiền nha. Thì có gì anh sẽ giấu vào đây. Thì em có gì em sẽ mua đồ cho nó rồi ăn cho nó nha. Rồi bây giờ là anh cho em con gà nướng nè mẹ em nấu á. Đây hamburger nè, sandwich nè cho nó ăn nè ha. Ôi, cảm ơn anh rất nhiều. Mặc dù em không biết anh là ai mà anh lại giả mạo bố em, nhưng mà em rất thật sự là cảm ơn anh nha. Ừ, không có gì đâu. Thôi rồi, em lại chơi tí nha. Ta về thôi. Ok các bạn ơi, trời rất chiều rồi. Bây giờ là mình sẽ đi về thôi. Một chuyến đi chơi tương lai thật là tuyệt. Đi. Ủa khoan đã. Mình nhớ là mình đến đây để tìm hiểu xem SCP-1003 được ai nhận nuôi rồi bạn. Lạ thật, tại sao mình lại quên mất. Chú Zulu kìa. Đó có phải là chú Zulu từ tương lai không bạn? Chú có vẻ như đang nói chuyện với lại hai người con kìa. Để mình thử lại gần. Mình sẽ nghe lén thử xem chú đang nói gì nhé. Wow, hai đứa con của bố hôm nay giỏi quá ta. Hôm nay tự đi học về nhà luôn, khỏi cần bố đón ha. Dạ, bố hai con giỏi không? A hi hi. À, bố con không cần đón nó đâu, con có thể tự đi về mà. Ê, dù gì bố cũng là bố của con mà, SCP-103, ê lộn, Liêu Natsumi chứ ha. Bố quên mất, bố có hay gọi con là SCP-103 à. Ha, không có sao đâu mà bố. Mình có nghe lầm không các bạn? Chú Zulu vừa nói á, cái thằng nhóc tóc màu vàng kia, thằng Liêu Natsumi á, gọi là SCP-1003. Có nghĩa là đó là SCP-1003 lúc lớn rồi đó bạn. Trời ơi, và là học sinh trung học rồi đó. Và có nghĩa là SCP-953 và chú Zulu đã nhận SCP-1003 làm đứa con nuôi của mình.
Ồ, thì ra là thế. SCP-003 được chú Solo nhận nuôi rồi. Yeah, hăng hô. Vậy là mình đã tìm ra rồi, thôi đi về thôi. Ôi, đi về tới lại rồi bạn ơi. Vậy là mình đã biết là sự thật về SCP-003 thế nào rồi. Khoan đã, sao phòng này lại có SCP-953 và rất là nhiều sách vậy? Để mình vào thử coi có chuyện gì thế. Có chuyện gì thế? Phòng này rất là lạ. Hello. Ôi, quá trời tiếng Anh nè bạn. Chuyện Doraemon nè, Conan nè, thám tử lường danh nè luôn nè bạn. Quá trời chuyện nè. Ôi, sách báo quá trời luôn. Wow. SCP-953, con làm gì ở đây vậy? Tôi thấy đứa bé cứ buồn hoài à, cho nên tôi qua nấu cho nó ít đồ ăn, với lại kể chuyện cổ tích cho nó nghe, trông nó đáng yêu đấy chứ. Còn SCP-003 thì sao? Wow, con SCP-953 thật là tuyệt vời, con thật dịu dàng như một người mẹ vậy. Vậy đó bạn, SCP-953 do thấy đứa bé nó buồn quá nên đã mang truyện tranh đến đó bạn. Trời ơi, cô ta tự tâm lý quá đi bạn ơi, chú Zulu sướng quá mà, thằng nhóc này cũng sướng đúng không bạn? Thì mọi người cứ đọc sách đi nha. Thế bạn, có khi đây là mở đầu câu chuyện của SCP-953 nhận nuôi đứa bé bạn. Sau đó có lẽ là cô ta đã thuyết phục chú Zulu nhận nuôi luôn. Rồi hai người đến với nhau và nhận nuôi đứa bé. Đứa bé sau này là trở thành một học sinh cấp 2 để mái tóc màu vàng nha. Trời ơi, câu chuyện thật là cảm động quá đi. Thì một cái chuyện rất là cảm động và rất là hay. Thì ok, nếu mà khách series của mình á, thì để mình một like, một share, đồng thời để lại comment dưới là mình nên làm gì tiếp ở tập Minecraft SCP ngày lần sau nha. Thì có lẽ là mình sẽ kể chuyện cuộc đời của ai đó và tuổi thơ của ai đó thôi. Ok, bye mọi người. Bye bye.